Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, nhan giả chí thành đăng bảo an nguyện cầu đệ tử bình an ni, Việt Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Nhật tăng huy kim niên kim nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng y chói chói hiệu Phật nay gì. Đạo Phật Long Vân Khánh Hội các nhật đương thời, ngày lành thanh tốt như tốt đáng sinh. Đồng thời con nghĩ mặt tâm thành cái cửa khổ tâm cái sông của mát dẫn trình đệ tử họ Lê nhưng Nguyễn Bảo Vương Việt Nam Quốc Hải Phòng thành thì nguyên huyện Thiên Nương xã thôn bảy y vu tại Ninh Từ quan toàn sư cư nhất dạ nhất lòng. Hôm nay con xin phép Phật Thánh các quan, con xin phép đồng đền thủ nhang, xin phép đồng anh lính trị, xin phép Tây Quỳnh Tây Quế, xin phép Văn Đàn Thiên Hát, xin phép Bách Gia trong họ ngày hôm nay để con xin lan giá phụng hành kêu thầy đệ đỡ cho họ Lê Nguyễn thông đồng Nguyễn Giọt Nhí sở cầu. A Di Đà Phật. Tiệc mở thung nghe tiết ngày này, ngày này tiệc mở thung dung nghi hình tam bà thiên thánh đầu trương giang đàn duy đệ nhất thiên tiên cũng thỉnh mời mẫu đệ nhất
trong chế thắng sẽ loan nhị ngự về son thế gian. Đề nhị thanh tiên cũng thỉnh mời mẫu đề nhị thanh tiên viết xưa sinh thanh nghe trong đền song sơ Phật tài hội thất giáp văn tùy sĩ nghe tường vân thành nghi phương ân chư Phật điện toàn thất nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát son thay ra để tam thánh tiên cũng được mời mẫu để tam thánh nồng nữ ngự đền thoải cung dưới hương định hương giữ tuệ hương giải thoát chi kiến hương quang minh vân đài biến pháp nơi dưới cung dường tập phương vô thượng nghi tôn lâm mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát son thanh giang quân thần đức thánh ông trần triều văn võ quân thần uy đinh độc giác quân thần ngài giúp cho thank you.
sạp cờ diều quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng phúc vàng kim phục hoàng thần cận thánh chúa thiên trung vương và từ ân từ bi mẫn chúng sinh cô ngã kim đính để tài quang và du đàn duyên văn sơ dựng nên ngày này văn sơ dựng nên thành ông tô đối nghĩa chép biết rõ ràng phê cho nhất nhị tràng sinh chữ phú chữ quy khang ninh thọ trường phê cho dung mạnh đôi đường Thanh giang con đại hoàng phương cơ đôi
cõi đại hoàng của thông minh chính trực sửa sang việc đời. Kết duyên lành
làm bạn giao loan. Tất gan ghi tạc đá vàng một nhà vinh hiển vạn dân thỏa nong. Thay đổi chở xe dòng tôi gọi thank you.
rừng. Sao sạc nắm cánh dễ kêu, đồi núi vắng tanh nhì. Vào hang đồng chúa bà giáng sinh nhi, đất ni tổ đông nghi cuồng nghi lầm thần ngày máu giờ dần
cho người mát người dừng làm nữ tìm đêm đêm đốt thuốc đi đường cho chim làm tổ tìm đường đi đánh thân đôi tay tiên kia đôi tay tiên đốt ngọn là đuốc thân xoay đường lục đạo trong đất biết bao nhiêu lại cứ đêm đêm tung đình đi lên đồi tung đình đốt lúc lên đồi cho ấm no mọi nhà vang vang ngừng tiếng ca đón chú về ngựa vui tây tiền chùa múa đôi mồi hoa tỏa sáng trong những làn ánh sao anh tâm thành chúa chẽ cho chúa cho đường ấm no chùa buồn cho bán khắp nơi trần gian trần gian ai biết chúa bà tôn linh trần gian ai biết chúa bà tôi tây thiên múa quạt bằng tiền đôi tây thiên múa quạt bằng tiền múa quạt quạt mát tung tiền tiền bay bay như bướm như hoa bay từ vùng cỡ bay ra bên ngoài đến đâu có đón hoa chào đi đến đâu có đón hoa chào chú về bách điệu sớm chiều cả được giàu sang đời đời mang cho trong họ đời đời giàu sang đem cho trong họ giàu sang đời đời
đang giảng võ có người nữ kiệt thủa sinh thời nhan sắc nết na gặp thời loạn lạc binh đạo. Thank you.
chú đã về rồi. Kể con chim rừng nó, con chim rừng nó đang hót vang, hót vang lên cho vui cả bàn bề. Nhanh chân đi chạy hội, từ trên Bắc Linh hôm nay xa từ về đây. Cho nhiều hơn làm ngoái năm xưa, thành đồng con nhà ngói phụng tờ, ba mươi mông một ngày mê tư hôm xa mầm. Chạy trong khe nghe như tiếng sáo mèo, để nhót xa chân chúa bà bước xa, đi hái hoa chúa bà đi hái trà, rừng ấp mù gót cao tiếng hú, gọi cái rừng ơi cái rừng ơi, trần gian ơi chúa bà về ngự vui, trần gian ơi chúa bà về ngự. Sử vàng níu để an thu
vua Phong hiệu là Phúc Thần. Ghi nhớ công đức nghe lập đền vùng núi Phò. Kho nương này là nơi thờ phụng, chuyện ngàn đời thờ phụng khói nhang thiên thù chói nói sự vàng. Khắp miền Nam, Bắc, Đông, Tây, khắp mọi nơi miền ngược, miền xuôi, về đền để mầu vẫy nương Chúa Bà. Vay thóc vay ô cầu danh thành ra thôi cũng để nhất tây thiệt thành ra thôi cũng nguyện hồ tiến dâng văn tiên Chúa Nguyệt Hồ Bắc Giang yên thế là nơi quê nhà. Thank you.
trầu vào. Ngự trong cung cấm dầu dầu nét mặt, chiếc gầy xón sắc đặt phía sau, xem bói lá trầu với lại quả cầu. Chúa ngồi đó lòng đau man mát, cõi phàm trần nhì báo kẻ mê như xưa thái tổ đời đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giang soi khắp miền trần gian, đốt nghi đuốc nên non giang soi về miền xứ Trang, soi trong núi rừng soi về xứ Trang, soi trong núi rừng soi về đền đó. Rơi một mùa xuân sắc đốt đi diêm già, đi trên ngàn năm quả nhiều hoa. Thướt tha bóng hồng nhịp chân theo câu ca.
ràng. Chúa bà bàn cảnh sai tiên làng dâng nga hoa. Đền thờ Chúa nghe âm thanh cảnh lịch thuối ưu tình. Phát vật sinh sao đôi bên nóng hổ trầu vào. Dâng hương dâng hoa, cô nơi châm thuốc cô ba.
Chúa đã bước tới đầu, xem mầm nhân nhẹ bắt nhịp cầu vinh hoa. Chúa bà đẹp như sao bắt cầu ơn hòa. Dù đường xa, Chúa vẫn tươi cười.
ni trở về cho tới mạo thì hái được quả ở đâu trở ra
Chúa đầy dẫy trên cò. Hôm nay hầu mất một ngày mai Chúa cho mười. Yêu ai phúc lòng tràn đầy. Thông minh hai thông thông minh.
đình chi hai túc lăng bổ hành dòng ngang thập cờ rượu vang minh chứng hình nhân. Thank you.
căn điều quan vì quan chức nghe chứng tâm lòng thành độ cho đệ tử bình an. Châm ninh nhận đồng quan về châm ninh nhận đồng sang khăn sang áo bốn phủ cho đồng hôm nay nguyện làm đệ tử cung tiên trên theo Phật thành dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai. Châm ninh nhận đồng sang khăn sang áo bốn phủ cho đồng hôm nay nguyện làm đệ tử cung tiên. Lòng thành đồ cho đi thử bình an. Châm ninh nhận đồng quan về châm ninh nhận đồng sáng áo bốn phủ cho đồng hôm nay nguyện là đệ tử cung tiên trên theo Phật thành dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai. Áo tắm khăn điều dốc lên áo tắm khăn điều quan về quan chứng chứng tâm cho lòng thành đồ cho đi thử bình an. Châm ninh nhận đồng quan về châm ninh nhận đồng sang áo bốn phủ cho đồng hôm nay nguyện làm đệ tử cung tiên trên theo Phật thành dưới theo đồng thời dốc một lòng không dám đơn sai. Lòng thành đồ cho đi thử bình yên. Châm ninh nhận đồng quan về châm ninh nhận đồng sang áo bốn phủ cho đồng hôm nay nguyện là đệ tử cung tiên trên theo Phật thành dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai. Lòng thành đồ cho đệ tử bình an.
châm ninh nhận đồng, quan về châm ninh nhận đồng, sang áo đốn phủ cho đồng. Hôm nay nguyện làm đệ tử cung tiên, trên theo Phật thành, dưới theo đồng tài dốc, một lòng không dám đơn sai. Cho lòng thành đồ cho đi để bình an. Châm nính nhận đồng, quan vì châm nính nhận đồng, sang áo bốn phủ cho đồng. Hôm nay nguyện làm đệ tử cung tiên, trên theo Phật thành, dưới theo đồng tài dốc, một lòng không dám đơn sai. Thank you.
lệnh vua ban, sổ sinh nghe sổ tử liệt nô hàng chúa phê thạch gia giám sát quyền cai trên thượng ngàn quan giám sát quyền cai thống chi thiên địa khẩm sai lớn đại thần thông thái
thanh, khai khẩu khẩu thông minh, khai tâm tâm hoan thị, khai túc lặng bộ hành dòng nhang thập cờ diệu quang minh chứng hình nhân. Xưa nay
huyền quán giám sát nghe trước ngự dạy thiên cung. Ngật nấm sơn kiều dị lộc thành thành chi thủy thất giang thái tử đệ tam phong tôn thần thái tử đệ tam hùng binh quan cổ trấn lãnh giang uy hùng. Thank you.
Hồ quân trèo du lịch bốn năm phương,
có phen tuần thu sông Thương trở về tỉnh Bắc quê Dương lục đầu. Gành xuống thác ra khơi, có phen đi vào lạch ra khơi, sai quân đầy gỗ xoan đòi cho hoa. Không gian cũng tiếc bà Loan như cung kinh quan lớn lệ tử. Vốn con trời chất ngựa thiên bùng, thông thanh
cách khai khẩu khẩu thông minh, khai thông thông về trí khai tốt lăng bộ hành, dòng ngang thập cờ diệu quang minh chứng hình nhân. Chẳng thành đã
đàn nha sao thổi dạo quanh trước nâu. Bộ là tiên nữ
đi dâng hoa trầu thôi lại trở ra về truyền quân đi nơi nước thủy tề chan chan
sông dẹp bác cho hàng đúng. Ninh 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 nin
tranh đêm ngày vẫn chảy sóng tuôn trào quần quần chảy về đâu. Nên công ngàn năm ghi nhớ tôn quan tuần ngài tài sinh nhi tử vì đời chúng hiếu đạo vua tôi trên phủ Ninh Giang nghi vẫn còn lưu truyền thanh tích đền nhì chiến kỳ cùng còn ghi lại lời oan khiêm những nghi lào có ngờ đâu đất trời thay đổi người anh hùng cổ làng xiềng gốc đầy oan nhi vì tuyết nguyệt bởi lòng ai ân triều đình cha nghe xét hỏi bắt nong hầu truyền đi khắp mọi lời quân ơn tuần tội vì ong bướm là nơi chuyết hoa đoạt phù tội trời không dụng đúng. Lệnh viên sư kỳ cùng Thủy Kiệt lối oan này có to hơi cao minh hoàng bào đã nhuộm tràm xanh tấm thất nhi bách chiến nhi nhục vinh là
hỏi trắng già có tỏ trắng hỏi trăng hỏi gió hỏi trời hỏi rằng Việt Nam chiêu người về đâu hỏi cỏ cây dầu nắng dài vẫn tốt tươi đâu há ngại phong ba cỏ cây ơi có hiểu thấu cho lòng ta sơn nhi cùng thủy kiệt sướng xa lạnh lùng còn hơn là sống nhục nước sông kỳ cùng tắm ngọc bền côn sơn kỳ cùng hiu hắt trắng non sông kỳ trong lòng đồng nước tuôn ngâm cảnh vật mà lòng đau như cắt lờ phàm trần thì quyết dứt cho xong nòng riêng đã quyết với nòng ngài mượn dây oan nghiệt để cho xong tội trời rừng hoa cỏ xót thương người đã khuất bỗng đùng đùng gió giật mưa này biến thành đôi ông bạch xà đất ninh giang tìm nhà phúc nghi thử lòng người trong lúc lanh thân nì tháng hai vừa tiết tuần thử lòng trường não mộng thần ứng ngay giấc mộng tỉnh mới hay sự là đôi bạch xà tựa cửa đôi bên đôi bạch xà kỳ dị tháo hiền từ khi xuất hiện vui thêm cửa nhà ba tháng sau đàn gà đã hết nhi thương rắn hiền không biết lo sao khó khăn nhi âu cũng tính điều ông bà độc nao sớm chiều đông đông cây một mùa
tuổi bỗng một tuổi tai bay hòa rồi hai ông bà mắc tội cửa công nghi lệnh nghiêm sấm sét đùng đùng tàu gà người gian không tha tội này châu thôi